Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh chia sẻ công nghệ của mình. Trong video hôm nay này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là mở khóa và xóa xác minh tài khoản Google trên con điện thoại Huawei Nova 2i nhé. Con này của mình thì mình đã bị quên mất cái mật khẩu mở khóa màn hình này, đồng thời là mình cũng quên luôn cả cái tài khoản Google mà trước đây mình đã nhập ở trên con điện thoại này của mình nhé. Và cái con Huawei Nova 2i này, các bạn để ý ở đây nó có cái model là RNE N22 nhé. Đó. Rồi đầu tiên thì các bạn cần tắt máy đi cho mình nhé. Các bạn tắt nguồn đi cho mình này. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ bấm giữ cho mình đồng thời phím nguồn và phím tăng âm lượng này nhé. Các bạn bấm giữ đồng thời cho mình hai cái phím này. Hiện lên logo thì các bạn sẽ nhả ngón tay ra cho mình nhé. Đó, các bạn nhả tất cả ngón tay ra cho mình. Rồi vào đến đây rồi các bạn sẽ chọn cho mình vào là Wide Data Factory Reset nhé. Rồi bây giờ thì chúng ta cần phải gõ chữ Z nhé. Đây các bạn gõ cho mình là Z này. Rồi các bạn sẽ bấm cho mình là Wide Data Factory Reset này. Các bạn tiếp tục bấm cho mình vào là Wide Data Factory Reset nhé. Ok, tiếp theo các bạn sẽ chọn cho mình vào là Wide Cache Partition nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ chọn là Reboot System Now để mình khởi động lại điện thoại nhé. Cái đoạn điện thoại khởi động này cũng khá là lâu nên mình sẽ tua nhanh để đỡ mất thời gian chờ đợi của các bạn nhé. Ok, điện thoại của mình đã khởi động lên rồi nhé. Bây giờ thì mình sẽ chọn ngôn ngữ này. Mình sẽ chọn ngôn ngữ là tiếng Việt nhé. Đây các bạn để ý nhá, tiếng Việt nó ngay ở phía trên đây rồi này. Bây giờ các bạn sẽ bấm cho mình vào là tiếp này. Rồi mình sẽ chọn là đồng ý nhá. Mình chọn đồng ý này. Rồi mình sẽ chọn là tiếp này. Ở đây thì mình cứ bấm là để sau này, trải nghiệm người dùng nhá. Mình sẽ bấm để sau này. Rồi đây cập nhật phần mềm thì mình cứ bấm là tiếp tục đi. Ở đây thì mình sẽ bấm là đồng ý tất cả nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ kết nối vào cái mạng Wi-Fi của nhà mình nhá. Mình sẽ bấm vào là kết nối này. Rồi mình sẽ bấm là tiếp theo nhé. Rồi đây nó dừng ở cái màn hình là xác minh tài khoản của bạn. Ở đây nếu mà các bạn nhớ cái tài khoản Google mà trước đây các bạn đã nhập ở trên con điện thoại của các bạn đấy, thì các bạn chỉ việc đăng nhập cái tài khoản Google vào đây nhé, là chúng ta có thể làm vào sử dụng được điện thoại một cách bình thường. Còn trong trường hợp này thì mình đã bị quên cái tài khoản Google nhé. Chính vì vậy mà bây giờ mình sẽ đi xóa cái xác minh tài khoản Google này nhé. Nếu các bạn mà bị quên tài khoản Google thì các bạn cũng làm giống mình. Bây giờ thì các bạn sẽ quay cho mình trở về cái màn hình ban đầu nhé. Các bạn chú ý là các bạn không thể nào quay được lại màn hình ban đầu. Các bạn sẽ khởi động lại điện thoại cho mình nhé. Ok, con điện thoại này thì mình đã thử cái phương pháp đó là talkback nhưng không được nhá. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái phương pháp đó là cuộc gọi khẩn cấp. Trước khi mà các bạn sử dụng cái phương pháp là cuộc gọi khẩn cấp này, máy của bạn cần phải có lắp SIM nhé. Đây nhé, mình sẽ chọc khay SIM cho các bạn coi. Cái máy của mình đã lắp SIM nhé. Đây các bạn để ý nhé, sóng của SIM đây mình đã lắp rồi này. Đó, đây là mình đã tháo SIM ra nhé. Đây, các bạn để ý này, mình đã lắp SIM rồi nhé. Bắt buộc các bạn cần phải có SIM nhé. Lắp vào cho mình này. Các bạn chọn quay lại cho mình này. Các bạn đợi cho sóng nó lên nhé. Các bạn ấn chặt khay SIM vào cho mình nhé. Đó, các bạn để ý này. Bây giờ SIM của mình nó mới nhận sóng này. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ bấm cho mình vào là cuộc gọi khẩn cấp này. Rồi các bạn sẽ gõ cho mình cái số khẩn cấp đó là 112 này. Rồi các bạn sẽ bấm cho mình gọi này. Sau khi các bạn bấm gọi thì các bạn sẽ bấm nhanh cho mình vào số 6 nhá. Thì nó sẽ là add thêm cuộc gọi. Đây này, mình sẽ bấm gọi này, sau đó bấm nhiều lần vào số 6 này. Đó, thì nó sẽ vào được cái màn hình này nhá. Còn nếu mà các bạn bây giờ mình sẽ quay lại nhá. Nếu mà các bạn thực hiện lỗi, đây mình sẽ quay lại này. Mình sẽ thực hiện lại nhá. Nếu mà các bạn thực hiện lỗi này. Đó, các bạn để ý nhá. Nếu mà các bạn thực hiện lỗi mà không được đấy, các bạn không nên thử nữa nhá. Vì khi mà các bạn bị lỗi này, các bạn thử thêm nhiều lần cũng không được nhá. Các bạn cần phải khởi động lại điện thoại cho mình này. Mỗi một lần các bạn thực hiện mà không được, các bạn cần phải khởi động lại điện thoại cho mình nhá. Rồi, mình sẽ đợi cho sóng nó lên nhá. Các bạn để ý này, sóng giờ sóng nó mới lên này. Rồi mình lại bấm vào cuộc gọi khẩn cấp này. Mình lại gõ số khẩn cấp đó là 112 này. Mình nhắc lại nhá, sau khi mà các bạn bấm gọi thì các bạn sẽ bấm nhanh cho mình nhiều lần vào số 6 này nhá.
mình sẽ thực hiện này. Đó, lần này không được nhá, lần này mình thực hiện đã thất bại thì chúng ta không nên thử tiếp nhá. Ô, vẫn được nhá các bạn nhá. Như vậy là mình thực hiện vẫn được này. Nếu mà các bạn thực hiện không được thì các bạn lại khởi động lại điện thoại cho mình nhá. Rồi các bạn lại thử lại. Rồi vào đến đây rồi, các bạn sẽ gõ cho mình một cái số điện thoại bất kỳ, hoặc là các bạn gõ cho mình một cái số bất kỳ nhá. Sau đó là các bạn sẽ lưu lại cho mình. Đây nhá, mình ví dụ mình gõ 123456 chẳng hạn. Sau đó là mình sẽ lưu lại nhá. Mình sẽ bấm vào là tạo liên lạc mới này. Rồi, mình sẽ bấm vào là điện thoại này. Rồi ở đây mình đặt một cái tên bất kỳ nhé. Ví dụ ở đây mình gõ này, Hưng chẳng hạn này. Rồi các bạn chú ý ở đây cho mình chủ yếu là cái mục email này nhé. Mình sẽ điền một cái địa chỉ Gmail bất kỳ, hoặc là các bạn gõ ngẫu nhiên cũng được nhé. Ví dụ ở đây mình gõ cái địa chỉ ví dụ như này này, a@gmail.com. Đó, các bạn gõ một cái địa chỉ Gmail ngẫu nhiên cũng được nhé. Rồi sau đó là các bạn sẽ bấm cho mình là lưu lại này. Đó, rồi bây giờ các bạn sẽ bấm cho mình vào cái địa chỉ Gmail này nhé. Các bạn bấm vào cho mình này. Sau đó là các bạn bấm giữ cho mình cái Gmail nhé. Đây, ở trên đây là email này, nhưng mà ở phía dưới đây là Gmail này. Các bạn bấm giữ cho mình này. Đó, thì nó sẽ vào được cái màn hình này. Bây giờ thì các bạn sẽ chọn cho mình vào là thông báo này. Các bạn sẽ chọn cho mình vào là cài đặt khác này. Các bạn chọn cho mình vào cái ba chấm ở phía trên này nhé. Các bạn chọn cho mình là quản lý tài khoản này. Các bạn sẽ chọn cho mình vào là tài khoản nhé. Đó, như vậy là mình đã vào được cái phần cài đặt rồi. Bây giờ các bạn sẽ thực hiện cho mình một cái thao tác, đó là các bạn vào hệ thống cho mình này. Sau đó là các bạn chọn cho mình là đặt lại này. Các bạn chọn cho mình là đặt lại toàn bộ cài đặt nhé. Các bạn chọn đặt lại toàn bộ cài đặt này. Tiếp tục bấm vào đặt lại toàn bộ cài đặt. Đó, ở đây thì nó đang đặt lại nhé. Ở đây đã ngắt kết nối wifi thì các bạn cứ bấm cho mình là hủy nhé. Ok, sau khi mà nó đặt lại toàn bộ cài đặt xong thì nó sẽ dừng ở cái màn hình như này. Bây giờ thì các bạn có thể là khởi động lại điện thoại, hoặc là các bạn sẽ làm một cái cách nhanh hơn nhé. Đó là các bạn sẽ quay trở lại cho mình. Các bạn quay trở lại cho mình này. Tiếp tục quay trở lại nhé. Quay trở lại tiếp này. Tiếp tục quay trở lại này. Đó, quay trở lại cái phần cài đặt này. Các bạn sẽ bấm cho mình vào cái mục đó là hiển thị này. Sau đó là các bạn sẽ chọn cho mình vào cái mục đó là phong cách màn hình chính này. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình vào là ngăn kéo ứng dụng nhé. Các bạn tích chọn vào đây cho mình là tự nó vào cái màn hình chính nhé. Các bạn không cần phải khởi động lại điện thoại. Tùy các bạn có thể là khởi động lại điện thoại cũng được nhé. Ok, như vậy là mình đã vào được cái màn hình chính của con Huawei Nova 2i này để có thể sử dụng được bình thường rồi. Công việc của bạn bây giờ chỉ là vào cái phần cài đặt này. Các bạn kết nối vào wifi này. Đó, mình sẽ bật wifi lên nhé. Mình sẽ kết nối vào wifi này. Đó, rồi mình sẽ bấm là kết nối này. Đó, ở đây mình đã kết nối vào wifi của nhà mình rồi nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay trở về cái màn hình chính nhé. Đó, mình sẽ vào cửa hàng Play này. Rồi ở đây thì cái tài khoản Google cũ của mình đã bị quên rồi. Thì mình sẽ tạo một cái tài khoản Google mới này cho bản thân tôi này. Sau đó là các bạn cũng điền những cái thông tin mà Google yêu cầu để tạo một cái tài khoản Google mới nhé. Để chúng ta có thể là tải được những cái ứng dụng mà chúng ta hay dùng về. Đó, cái quá trình tạo cũng khá là đơn giản. Ok, như vậy là cái video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là mở khóa và xóa xác minh tài khoản Google khi mà các bạn bị quên mật khẩu mở khóa màn hình này, đồng thời là quên luôn cả cái tài khoản Google mà trước đó các bạn đã nhập ở trên con điện thoại này thành công rồi nhé. Và mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nhé.